Hôm nay bên em giới thiệu cho mọi người một mẫu mạch mới chạy Shiver nha, chỉnh được Shiver này. Mẫu này thì dùng hai Acer LTK 52203 ha. Công suất của mỗi kênh như thế này là 60W một kênh. Đây. Chạy hai Acer đây. 60W một kênh. Thì những cái mẫu này mình có thể chạy được 2 tấc đôi, 2 tấc rưỡi hoặc là 3 tấc đôi ha. Lưới giúp em là lo là từ 102 con 35. Còn 3 tấc thì mình chạy lo màng giấy nha các anh. Đó. Đó. Đây. Kích thước của mẫu này là 10 nhân cho 23 cm. Chỉnh được silver delay cho mình này. Vitavolt, Vitain. Đầy đủ cho mình hết ha. Còn cái phần bên này là volt, bass, chép, echo và midvolt. Đây. Mạch ra hai kênh, hai con Acer. Rõ ràng cho mình luôn ha. Em nhắc lại kích thước là 10 nhân cho 23 cm nha các anh. Đây. Đấy, một con Acer, hai con Acer công suất. Thì mỗi con nó có trách nhiệm ra một kênh như thế này ha. Một kênh lo, một kênh lo, một kênh lo, hai kênh lo này. Còn sợi dây này là để mình gắn bình ắc quy. Đây, đây này là dây gắn EQ này, hai kênh lo này, còn sợi dây này là dùng để gắn micro không dây. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cái chân cổng LED này để mình gắn đèn LED nháy theo nhạc. Đây. Hai cổng hai đèn LED nháy theo nhạc, CD và VLED này, đây hai cổng này đây. Hai cổng này đây. Mình có thể hàng trực tiếp lên trên này luôn ha. Đó. Mặt trên hoặc là mặt dưới đều được hết nha. Đây, một trong hai cổng bên này mình có thể chọn một trong hai cổng để gắn ha. Bên trong bo mạch. Đây, còn là phần bên trong bo mạch ha. Tôi nói đây. Mẫu này thì chỉnh tiếng silver rất là hay. Để hôm sau em sẽ quay một cái video cho thấy là chỉnh chỉnh mạch tiếng silver nha. Hẹn gặp lại các anh trong video sau. Phần em test mạch luôn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.